Ngô Đình Diệm đã cầu xin điều gì trước khi bị cấp dưới hạ sát? Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn lần lượt bị nhóm tướng lĩnh đảo chính hạ sát theo những cách khác nhau vào năm 1963, thì từ người Việt đến người Mỹ đều tìm cách đổ tội cho nhau. Trong khi đó, Tổng thống Kennedy nói, họ không muốn anh em họ Ngô phải chết. Thì nhóm tướng lĩnh đảo chính lại khăng khăng, chúng tôi không liên quan đến cái chết của gia đình ông Ngô Đình Diệm. Và ý nói có sự giật dây của Mỹ. Vậy sự thật vai trò của người Mỹ trong cái chết của anh em họ Ngô như thế nào? Và Ngô Đình Diệm đã cầu xin điều gì trước khi bị hạ sát? Mời quý vị và các bạn cùng với Chân Dung Lịch Sử theo dõi video ngay sau đây. Sự tuyệt vọng của Ngô Đình Diệm. Vào sáng ngày 1 tháng 11 năm 1963, sau một thời gian mật đàm với nhân viên cấp cao của CIA, tướng Dương Văn Minh đã quyết định nhanh chóng cho nhóm đảo chính tấn công Dinh Độc Lập. Yếu tố bất ngờ khiến cho lực lượng phòng vệ ở Dinh nhanh chóng thất thủ. Anh em Diệm Nhu phải tháo chạy khỏi Dinh Độc Lập và ẩn náu tại nhà thờ Cha Tam ở khu chợ lớn. Cũng tại đây, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã phát đi tín hiệu đầu hàng nhóm đảo chính vì biết thân biết phận và muốn giữ lại mạng sống. Trước khi chạy sang nhà thờ Cha Tam, cả hai ông đều rất bình tĩnh như thể đã quá quen với việc bị đảo chính. Thậm chí ông Nhu còn trấn an ông Diệm rằng, anh cứ yên tâm, chắc chắn sẽ có một cuộc phản đảo chính giống như Trần Thiện Khiêm và Huỳnh Văn Cao từng làm vào tháng 11 năm 60 và quyền lực sẽ lại về với dòng họ Ngô. Sở dĩ ông Nhu bình tĩnh vì đã đặt niềm tin vào hai kế hoạch Bravo 1 và Bravo 2 mà ông đã giao cho tướng Tôn Thất Đính, Tổng trấn Sài Gòn ra định thực hiện khi xảy ra chính biến. Nhưng đây lại là một cú tát đau với anh em ông Diệm, bởi họ đều không nhìn thấy rõ tướng Đính lại là một trong những người thuộc nhóm tướng lĩnh cầm đầu cuộc đảo chính. Đến khi phát hiện ra sự thật thì cũng đã đến bước đường cùng. Ông Diệm không còn cách nào khác là dựa vào niềm hy vọng cuối cùng là cái uy của một tổng thống. Một người từng có công hất cẳng Bảo Đại, tống cổ Nguyễn Văn Hình, dẹp loạn Bình Xuyên, trấn áp các giáo phái ở miền Nam, loại bỏ các đối thủ chính trị sừng sỏ để lên làm tổng thống. Tất cả nhằm thương thuyết với nhóm tướng lĩnh cầm đầu để giữ lại mạng sống và muốn có một cuộc ra đi trong danh dự. Ngô Đình Diệm đã chủ động gọi cho tướng Trần Văn Đôn để thương lượng. Tướng lĩnh các anh đang làm cái gì vậy? Thưa cụ, chúng tôi đã đề nghị với cụ nhiều lần rằng cụ cần cải cách chính sách theo nguyện vọng của nhân dân, nhưng cụ đã không quan tâm đến. Bây giờ đã đến lúc phía quân đội phải đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, mong cụ hiểu cho chúng tôi. Tại sao chúng ta không ngồi lại với nhau để nói chuyện? Chúng ta sẽ bàn về cái mạnh và cái yếu của chế độ, từ đó tìm ra con đường nhằm củng cố lại chế độ. Thưa cụ, có lẽ đã quá muộn để ngồi lại, và việc bàn luận là không còn cần thiết nữa. Chưa bao giờ là muộn cả, do đó tôi mời tất cả các anh đến Dinh Tổng thống để cùng nhau bàn vấn đề, và cuối cùng đưa ra một giải pháp khiến cho cả hai phía đều thỏa mãn. Thưa cụ, tôi phải hỏi lại ý kiến của mọi người xem sao. Sau cuộc điện đàm ấy, ông Diệm đã phần nào thấy được mình không còn là người nắm quyền lực tối thượng trong nền đệ nhất Cộng Hòa và bị các tướng lĩnh coi như là một cái đinh đã hàn. Đến 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông Diệm gọi điện thoại cho đại sứ Mỹ Cabot Lodge rằng một đơn vị quân đội đang làm loạn và thông qua ông đại sứ tôi muốn biết thái độ của người Mỹ về vấn đề này ra sao. Cabot Lodge trả lời một cách phũ phàng rằng xin lỗi Tổng thống, tôi không nắm được thông tin đầy đủ về chuyện này để trả lời Tổng thống. Tôi có nghe tiếng súng nổ ở đâu đó, nhưng rất tiếc tôi không nắm chắc chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, thưa Tổng thống, hiện tại đang là 4 giờ 30 phút sáng theo giờ của Mỹ. Do đó, chính phủ Mỹ không thể kịp thức dậy để bày tỏ quan điểm nào đó vào lúc này. Ngô Đình Diệm gần như vẫn muốn cố gắng cứu vãn tình hình. Ông đề nghị Cabot Lodge phải có một số ý kiến rõ rệt với lý do hiện tại bản thân vẫn đang là người nắm quyền tối cao tại đất nước này. Ông cũng nhấn mạnh rằng mình đã cố gắng làm tròn trách nhiệm nên muốn có một thái độ hành xử đúng đắn. Cabot Lodge khéo léo nói, thưa Tổng thống, ngài đã làm đúng bổn phận của ngài. Tôi cũng là người ngưỡng mộ sự dũng cảm cũng như sự đóng góp to lớn của ngài dành cho đất nước ngài. Ông ta cũng bày tỏ quan điểm lo ngại cho sự an nguy của Diệm và đề nghị Ngô Đình Diệm từ chức. Nếu làm theo thì ông ta sẵn sàng cấp cho anh em họ giấy thông hành để an toàn rời khỏi đất nước. Đồng thời không quên nhấn mạnh, nếu Diệm cần đến ông ta để có thể an toàn sinh mạng thì hãy gọi điện thoại cho ông ta bất cứ lúc nào. Sau cuộc nói chuyện, Diệm biết không thể trông chờ từ phía Mỹ nên ông tiếp tục điện cho tướng Đôn để tiếp tục thương thảo. Các anh nghĩ sao về đề nghị của tôi?
Thưa cụ, chúng tôi đã trao đổi kỹ cùng nhau theo đề nghị của cụ. Nhưng rất tiếc, chúng tôi không tìm ra điểm chung giữa hai phía để có thể ngồi vào bàn đàm phán. Tôi nghĩ cụ cùng với ngài cố vấn nên rời khỏi đất nước. Đó là tất cả những gì Tổng thống Ngô Đình Diệm có thể nói với thuộc cấp của mình trước khi hai anh em ông bị Đại úy Nhung sát hại. Các bạn thân mến, vậy là rõ ràng Ngô Đình Diệm đến giây phút cuối vẫn còn cố muốn giữ lại chức vụ, vẫn muốn thương lượng. Hai anh em ông vẫn hy vọng rằng cuộc đảo chính này rồi cũng sẽ ổn thỏa giống những lần trước. Vì sự tự tin ấy nên hai ông mới từ chối đường mở mà đại sứ Mỹ Cabot Lodge vẽ cho. Để rồi khi chấp nhận hòa giải thì Diệm cùng với em trai mình cũng là cố vấn cao cấp Ngô Đình Nhu bị bắn chết trong một xe thiết giáp M113 của quân đội. Bạn nghĩ sao với mong muốn cuối cùng của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm? Nếu bạn là ông ta thì bạn sẽ làm gì? Hãy để lại chia sẻ của mình dưới phần bình luận nhé! Đôi điều về vai trò của người Mỹ. Vào ngày 2 tháng 1 năm 1963, quân đội của Ngô Đình Diệm đã nhận thua đau tại chiến trường ấp Bắc, tỉnh Mỹ Tho. Đây là thất bại đầy đau đớn khiến người Mỹ không thể chấp nhận và cũng là minh chứng khả năng Mỹ sẽ nhận thất bại rất cao. Theo các tài liệu thì khi đó, quân Việt Nam Cộng Hòa đông hơn gấp 4 lần phía quân giải phóng. Hơn thế nữa lại có sự yểm trợ của thiết giáp và máy bay trực thăng. Vậy mà chúng vẫn bị quân giải phóng đánh cho tơi tả. Ngày 25 tháng 2, sau cú sốc thất bại tại ấp Bắc, lần đầu tiên Tổng thống Kennedy đã đề nghị một kế hoạch rút quân và xuống thang. Nhận được tin này khiến Ngô Đình Diệm có cảm giác bị phản bội mà đúng ra là bị bỏ rơi. Thời gian đó, quan hệ giữa Việt Nam Cộng Hòa và Washington có những dấu hiệu căng thẳng. Cả Ngô Đình Diệm và phía Mỹ đều bắt đầu xét lại mối quan hệ từ trước đó. Đặc biệt, phía Mỹ bắt đầu xem xét lại giá trị lợi dụng của anh em dòng họ Ngô này. Khi đó, cố vấn tòa đại sứ John McLean đã tiến hành gửi cấp báo về Bộ Ngoại giao Mỹ với nội dung như sau. Việc căng thẳng này có thể gây hậu quả tai hại cho chúng ta với ông Ngô Đình Diệm hơn là cả một phản ứng công khai. Bắt đầu từ tháng 3, ông Ngô Đình Nhu đã chính thức bắt tay vào kế hoạch ngăn chặn những cuộc đảo chính do Mỹ sắp đặt, giật dây. Thế nhưng, thế lực của dòng họ Ngô không thể ngăn chặn được sự sụp đổ của Việt Nam đệ nhất Cộng Hòa. Tính từ tháng 4 năm 1963 trở đi, hàng loạt biến cố xảy ra. Tất cả những biến cố chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi. Bởi lẽ về đối nội, gia đình Ngô Đình Diệm ngay từ khi nhiếp chính đã bị chống đối khắp nơi. Còn về đối ngoại thì rõ ràng phía Mỹ đang tìm kiếm giải pháp để thay thế người đứng đầu Việt Nam Cộng Hòa tốt hơn. Có một tình tiết rất đáng chú ý là vào ngày 29 tháng 8 năm 1963. Đây là thời điểm mâu thuẫn giữa chính quyền Sài Gòn và Washington lên đến cao trào. Tổng thống Pháp Charles de Gaulle đã lên tiếng kêu gọi hai miền Nam Bắc tham dự một hội nghị hòa bình, thống nhất và trung lập. Thế nhưng ông Diệm tỏ ra không mặn mà lắm với lời kêu gọi này. Còn ông Nhu thì tiếp tục bắn tín hiệu cho người Mỹ rằng nếu các ông ngừng ủng hộ chúng tôi thì chắc chắn sẽ có một chính phủ trung lập xuất hiện để gạt bỏ sự ảnh hưởng của các ông. Ông Nhu sử dụng tín hiệu này có lẽ là muốn đe dọa Mỹ. Thế nhưng ông Nhu đã phạm sai lầm và lầm tưởng vị trí của mình đối với người Mỹ. Ông không nghĩ rằng người Mỹ chỉ coi hai anh em ông như con rối, hết hạn sử dụng thì ném đi. Những tín hiệu này của ông Nhu càng khiến người Mỹ quyết tâm lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Ngày 30 tháng 10 năm 1963, Roger Hulsman là phụ tá ngoại trưởng Mỹ đã gửi đến đại sứ Mỹ tại Sài Gòn một bức mật có tên gọi Hoàng hôn của các thần linh. Trong bức thư này có đoạn: chúng ta cần khuyến khích nhóm đảo chính chiến đấu đến cùng và phá tan dây độc lập nếu cần để đạt được thắng lợi. Điều kiện cho gia đình họ Ngô là đầu hàng vô điều kiện, vì nếu không, họ sẽ tìm cách gạt bỏ được lực lượng đảo chính lẫn sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Nếu gia đình họ Ngô bị bắt sống, vợ chồng ông Nhu phải nhanh chóng bị tống xuất sang Pháp hay bất cứ nước nào muốn nhận họ. Riêng ông Diệm tùy thuộc vào ý muốn của các tướng lĩnh tham gia đảo chính. Theo lời của Macon, giám đốc CIA thời đó, Tổng thống Kennedy luôn nhấn mạnh không được đối xử với ông Diệm cách nào tệ hơn là lưu đày. Một tiết lộ khác của tướng Taylor khiến nhiều người hoài nghi về quan điểm chính Tổng thống Kennedy ra lệnh xuống tay với hai anh em Diệm Nhu. Đó là Tổng thống đang họp và nhận được tin hai anh em ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu đã bị hạ sát. Tổng thống đứng phắt dậy, chạy vọt ra khỏi phòng họp. Khuôn mặt Tổng thống lúc đó lộ ra vẻ xúc động và choáng váng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Rất nhiều người nói họ không hề tin cố Tổng thống Kennedy lại xúc động đến vậy khi nghe tin ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị bắn chết. Nói về sự thật này thì thật khó để xác định ai đúng ai sai,
bởi ai cũng có cách lý giải hợp lý. Về cái chết của hai anh em họ Ngô, không biết là do người Mỹ là những người diễn kịch giỏi. Mọi thứ biến động đều do họ giật dây, nhưng bất cứ lúc nào họ đều mang khuôn mặt của một kẻ vô can. Hay sự thật đúng là họ không hề biết gì? Đây thực sự là một câu hỏi khó có đáp án. Ngày 2 tháng 11 năm 1963, sau khi anh em họ Ngô bị bắn chết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra chỉ thị cho lãnh sự Mỹ ở Huế rằng cần phải cho Ngô Đình Cẩn tị nạn nếu sinh mạng của ông ta bị nguy hiểm do bất cứ phía nào. Tiếp đến, ngày 4 tháng 11, Bộ Ngoại giao tiếp tục gửi điện hỏa tốc cho đại sứ Mỹ ở Sài Gòn với nội dung cần phải tránh việc hãm hại ông Ngô Đình Cẩn bằng mọi giá. Chúng ta phải tận dụng mọi phương tiện của chính mình để đưa ông ấy rời khỏi miền Nam Việt Nam. Nếu cần thiết thì đưa luôn mẹ của ông ấy đi. Đến ngày 5 tháng 11, tướng Đỗ Cao Trí đã xuất hiện trước lãnh sự quán Mỹ ở Huế. Ông ta nói ngắn gọn: các ông giao Ngô Đình Cẩn cho chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ không đảm bảo sự an toàn cho lãnh sự quán. Nghe có vẻ đây cũng là những lời đe dọa. Phía lãnh sự quán Mỹ xin lệnh của Washington và đã giao Ngô Đình Cẩn cho tướng Trí kèm theo lời đề nghị: các ông có quyền xét xử, nhưng không được phép xử tử ông ấy. Chính đại sứ Mỹ Cabot Lodge cũng từng chia sẻ rằng ông đã trấn an Washington rằng ông Cẩn sẽ không bị xử tử. Thế nhưng, lời nói thì vẫn chỉ là lời nói. Vào ngày 22 tháng 4 năm 1964, Ngô Đình Cẩn đã bị chính quyền mới kết án tử hình và bị xử bắn vào ngày 10 tháng 5 năm 1964. Chúng ta ghi nhận việc Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn đều bị sát hại bởi nhóm đảo chính. Có lẽ bởi cả nhóm tướng lĩnh đảo chính và phía Mỹ đều sợ cái ngày mà gia đình họ Ngô có thể lật ngược được thế cờ. Người Mỹ thì không muốn để lại hậu họa. Họ thừa biết rằng Ngô Đình Diệm năm 1963 đã không còn là con hổ hết ra lửa của những năm trước đó. Ông Diệm thời điểm 1963 đã trở thành một con hổ bị tước hết vuốt và cắt hết nành. Người tỏ ra hạnh phúc sau cái chết của anh em họ Ngô chính là Cabot Lodge, đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Bởi ông ta trước khi sang Sài Gòn đã rất muốn thay thế Ngô Đình Diệm. Chính lẽ đó, cái chết của anh em họ Ngô được Cabot Lodge đón nhận rất hân hoan. Ông ta gửi báo cáo tới Washington sau ngày 1 tháng 11 năm 1963 như sau: việc ông Diệm và ông Nhu bị bắn chết là ngoài ý muốn của các tướng lĩnh tham gia đảo chính. Hơn nữa đây chỉ là chuyện không may, bởi không ai có thể giữ hết được trật tự khi đảo chính xảy ra. Chính Cabot Lodge, một con cáo già, đã nhận lời với linh mục Cao Văn Luận, Viện trưởng Đại học Huế rằng bằng mọi cách sẽ không để ông Cẩn bị khép án tử hình với một lời hứa trước Chúa. Lời tôi hứa với cha hôm nay cũng là lời tôi hứa với Đức Giáo Hoàng. Vậy bây giờ, trước mặt cha, tôi xin nhắc lại lời hứa đó. Thế rồi kết quả, ai cũng đã biết rằng ông Ngô Đình Cẩn vẫn bị bắn chết. Cho đến nay, việc tướng Minh tự quyết định hay là nhận lệnh từ phía Mỹ trong việc ám sát anh em ông Diệm thì vẫn chưa có tài liệu hay bằng chứng xác minh. Một câu hỏi lớn được đặt ra lúc này là: vì sao phải giết anh em họ Ngô mà không để cho họ đường lui? Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để là người đầu tiên nhận được lời giải đáp trong video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.